Bảo Khánh xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm rất là mới của nhà em, và em tin rằng mọi người sẽ không bao giờ thất vọng bởi vì sản phẩm này nó rất là đặc biệt. Mọi người có thể xem nhá. Đây là rượu mù tướn. Em rót ra cho mọi người xem rồi này. Ở đây là rượu mù tướn mà nhà em đã ngâm từ 3 năm rồi. Thế là mọi người mua về thì có thể sử dụng được. Gần đến Tết rồi thì để phục vụ cho nhu cầu của mọi người thì em đã chắt ra cái bình như thế này. Nhà em bán một bình này với giá rất là hữu nghị. Nếu mà mọi người muốn mua mù tướn về để ngâm hoặc là mua bình rượu để về có thể sử dụng ngay thì mọi người hãy nhanh tay đặt hàng mọi người nhá. Em xin cảm ơn mọi người ạ.